biết bố mẹ đi vắng, gã trai giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi. Biết bé gái ở nhà một mình, nam thanh niên nảy sinh ý nghĩ xấu nên khống chế để thực hiện. Sau đó, bé gái la hét, cầu cứu hàng xóm. Ngày 9 tháng 1, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Song, Đắk Nông. Đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 2001, trú xã Đắk Nờ Răng, để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2022, Kiên điều khiển xe máy đến nhà anh V, trú tại xã Nâm Nở Giang, huyện Đắk Song, chơi, nhưng không có người này ở nhà. Sau đó, Kiên đi qua nhà bên cạnh, sát nhà của anh V. Lúc này, đối tượng nhìn xuống khu vực nhà bếp, thấy bé gái, 12 tuổi, đang quét nhà. Sau khi biết bố mẹ bé gái đi vắng, đối tượng Kiên nảy sinh ý đồ xấu. Kiên đi đến vị trí bé đang quét nhà ở khu vực bếp, rồi kéo nạn nhân vào phòng ngủ. Bị khống chế, bé gái khóc và la lên nhưng Kiên vẫn tìm mọi cách để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, bé gái vùng dậy bỏ chạy ra ngoài la hét. Hàng xóm của nạn nhân nghe thấy, chạy đến bắt giữ Kiên và báo cho công an xã Nâm Nở Giang lập biên bản.